Theo các bạn, tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá một chiếc máy nghe nhạc audiophile là gì? Tất nhiên, đó là chất lượng âm thanh và các công nghệ đi kèm rồi. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm không chỉ sở hữu những công nghệ âm thanh cao cấp, chất âm tuyệt đỉnh mà còn sở hữu một thiết kế vô cùng cuốn hút và một thời lượng pin lên đến 21 tiếng sử dụng. Các bạn có thể đoán ra đó là sản phẩm nào không? Đó chính là máy nghe nhạc audiophile Artel & Kern Anomo E025. Chiếc máy nghe nhạc này đã được đánh giá là xuất sắc nhất năm 2020. Không những thế, sản phẩm này còn được Artel & Kern đầu tư rất nhiều về công nghệ phần cứng cũng như thiết kế bên ngoài. Vậy trong video này, hãy cùng mình đánh giá chi tiết xem chiếc máy nghe nhạc này liệu có xứng đáng với những giải thưởng và những lời khen có cánh của các chuyên gia âm thanh trên toàn thế giới không nhé? Mình là Ngọc Mai và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của SV House. SR25 duy trì bản sắc thiết kế của dòng Anomo, máy được hoàn thiện bằng hợp kim nhôm nguyên khối. Điều này làm giảm trọng lượng của máy nhưng không làm mất đi sự chắc chắn và cao cấp của thiết bị. Điểm nổi bật trên thiết kế của SR25 đó chính là những mặt phẳng được vát nghiêng như những đường diamond cut khổng lồ. Những chi tiết trên SR25 được thể hiện cân đối trên cả trục dọc và trục ngang một cách hoàn hảo. Hầu như mình không thể tìm thấy chi tiết thừa nào trên thiết kế của SR25. Mọi thứ thực sự chuẩn xác và tỉ mỉ. Những khu vực tiếp nối từ màn hình cũng như mặt kính phía sau được gia công cực kỳ cẩn thận. Phía mặt sau của SR25 được hoàn thiện từ một tấm kính cường lực với những họa tiết hoa văn độc đáo được thay đổi nhịp nhàng khi bạn nghiêng thiết bị với những góc độ khác nhau. Với kích thước, chiều ngang, chiều cao và độ rộng lần lượt là 63,5mm, 108,3mm và 16,1mm. SR25 lớn hơn đàn anh SR15 khoảng 20% do chiều rộng và chiều cao tăng lên. Độ dày của thiết bị vẫn tương đương như SR15. Artel & Kern đã trang bị cho SR25 một màn hình cảm ứng 3.6 inch, lớn hơn 0,3 inch so với người tiền nhiệm. Màn hình này có độ phân giải 720x1280 với tỷ lệ màn hình là 3:5. Mật độ điểm ảnh PPI tăng khoảng 40% so với SR15, giúp các chi tiết được hiển thị rõ nét và sắc sảo hơn. Artel & Kern luôn tự hào về thiết kế cho những sản phẩm của mình, đặc biệt là thiết bị máy nghe nhạc audiophile tầm trung và cao cấp của hãng. Giải thưởng Red Dot Winner 2020 dành cho SR25 là một minh chứng cho những nỗ lực đầu tư vào thiết kế của hãng. Tuy nhiên, thiết kế với độ đối xứng tuyệt đối như trên SR25 quả là một thách thức đối với đội ngũ gia công thiết bị. Do đó, SR25 được gia công chính xác một cách tuyệt đối trên một khối nhôm bằng máy CNC nam trục. Bản thân mình là một người coi trọng về thiết kế của tất cả các sản phẩm mình đang sử dụng. Và khi cầm SR25 trên tay, mình đã không khỏi ngạc nhiên về chất lượng và độ hoàn thiện cũng như thiết kế tổng thể của nó. Bật mí là bạn sẽ không thể tìm thấy một chiếc ốc vít nào xuất hiện trên SR25. Thân máy bằng nhôm trên SR25 cho chất lượng âm thanh tối đa, đồng thời giúp chỉ tiêu tiếng ồn khi trải nghiệm âm thanh. Artel & Kern đã kết hợp những chi tiết này để tạo ra sự khác biệt lớn về chất lượng sản phẩm mà không nhà sản xuất nào có thể làm được. Giống như tất cả các máy nghe nhạc cá nhân khác của Artel & Kern, SR25 được chạy trên nền hệ điều hành Android đỡ lười biến sâu để cung cấp một giao diện được tối ưu hóa hoàn toàn, mang đến cho người dùng một trải nghiệm phát nhạc mượt mà và trôi chảy. Đối với những bạn có nhu cầu stream nhạc từ các dịch vụ trực tuyến, SR25 hỗ trợ Wi-Fi 2.4GHz và thiết bị cũng được cài sẵn các ứng dụng stream nhạc thông dụng như V-Link, Tidal, Deezer.
Ngoài ra, do hệ điều hành sử dụng trên SR25 là Android nên bạn hoàn toàn có thể cài thêm các ứng dụng stream nhạc trực tuyến khác thông qua các dịch vụ Open App như Spotify. Được trang bị CPU quad-core thế hệ mới, khả năng sử dụng trên SR25 được cải thiện đáng kể so với SR15. Dễ nhận thấy nhất là ở khả năng phản hồi khi bạn thao tác trên thiết bị, cũng như khả năng tương thích phần mềm với các ứng dụng stream nhạc bên thứ ba. Một trong những điểm thú vị nhất của SR25 là nó được trang bị cả codec Bluetooth LDAC và codec Bluetooth aptX HD. Ngoài ra, SR25 có thể được sử dụng như một USB DAC hỗ trợ lên đến 24 bit 190kHz và DSD 256. Tính năng này cho phép người dùng trải nghiệm âm thanh tốt hơn khi sử dụng PC hoặc laptop. Việc mà bạn cần làm là chỉ cần kết nối thiết bị qua USB trên laptop hay PC và ngay lập tức bạn có thể nâng tầm trải nghiệm âm thanh của mình khi làm việc với máy tính. Cuối cùng, về thời lượng pin trên SR25, với viên pin 3150mAh công nghệ Light Polymer Battery, theo nhà sản xuất công bố, SR25 có thể phát nhạc liên tục trong 21 tiếng với mức âm lượng là 50%. Đây là một thời lượng pin rất ổn, đáp ứng được việc sử dụng thiết bị với cường độ cao trong cả một ngày dài. Ngoài thiết kế ấn tượng như mình đã đề cập ở đầu video, chất lượng âm thanh từ SR25 cũng nổi bật không kém. Và bây giờ chúng mình sẽ đi sâu vào phân tích chất lượng âm thanh trên chiếc audiophile này nhé. Các kỹ sư âm thanh của Axel & Kern đã giữ lại Duo DAC Cirrus Logic CS43198 từ SR15 và thiết kế bảng mạch PCB mới nhằm xử lý tín hiệu tốc độ cao khi cần thiết. Điều này giúp cho SR25 có thể xuất ra âm thanh có độ phân giải cao mà không hề có độ trễ. Ngoài ra, các kỹ sư của Axel & Kern cũng thiết kế bộ lọc tiếng ồn siêu thấp được áp dụng cho từng kênh âm thanh riêng biệt để đảm bảo tín hiệu âm thanh truyền đi không sai lệch bởi tiếng ồn. Với CPU quad-core thế hệ mới, SR25 có thể giải mã hoàn toàn native định dạng 32-bit, 384kHz và DSD 256, chứ không cần downsample xuống 24-bit như những máy nghe nhạc khác. SR25 cũng có thể xử lý hầu hết các định dạng âm thanh thông dụng hiện nay như WAV, FLAC, v.v. Để thử thách khả năng tái tạo âm thanh của SR25, mình đã chọn nghe một số bài hát như Speak Softly Love được thể hiện bởi Yao Sitting, A Thousand Year của Christina Perry và bản Don't Cry của cây guitar huyền thoại Slash. Mình đã sử dụng chiếc tai nghe Noble SAGE kết hợp với SR25 để cảm nhận một cách rõ ràng nhất những trải nghiệm mà SR25 mang lại cho mình. Điều ấn tượng đầu tiên về SR25 là nó tạo ra được nền âm thanh cực kỳ sạch. Những âm nhiễu ở nền hoàn toàn không có, chiều rộng của âm trường cực kỳ ấn tượng, có độ mở và rộng. Các vị trí của nhạc cụ được thể hiện một cách rõ ràng, tạo được cảm giác về một không gian âm nhạc chất lượng cao. Âm thanh cũng được thể hiện rất chi tiết, không hề có cảm giác mờ hay đục. Mình có thể cảm nhận rõ từng nhạc cụ trong một bản giao hưởng khi nghe trên SR25. Trong các bài hát ballad, những chi tiết nhỏ như những rung động trong các quãng ngân nhẹ khi kết thúc câu hát, cũng như là tiếng lấy hơi rất nhẹ khi mở đầu, mình đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Đối với Speak Softly Love của nữ ca sĩ Yao Sitting, SR25 xử lý tuyệt vời trong sự tách biệt của tiếng nhạc cụ, cụ thể là guitar và violon. Giọng hát đầy mê hoặc của nữ ca sĩ được thể hiện một cách xuất sắc đến từng hơi thở. Tiếng lấy hơi nhẹ nhẹ hay tất cả những chi tiết nhỏ như thế, bạn đều có thể cảm nhận khi nghe trên SR25. Tất nhiên là với một chiếc tai nghe chất lượng tương xứng với nó. Cảm giác như là ca sĩ đang đứng ngay trước mặt bạn và xung quanh là tiếng nhạc cụ với độ sâu âm trường cực kỳ lớn. Tiếp đến là A Thousand Year của Christina Perry. Khi nghe trên SR25, mình cảm nhận được tiếng bass ngọt ngào và ấm áp, có phần tạo nên được không gian âm nhạc buồn và đẹp của bài hát này. Cuối cùng, khi nghe Don't Cry, giải cao cũng được SR25 thể hiện rất nhẹ nhàng và tinh tế, đủ độ sắc khi cần thiết, không thừa mà cũng không thiếu. Nếu nói về từng phần của giải âm thì mình nhận thấy rằng SR25 không thiên về bất cứ phần riêng nào mà từng phần đều đẹp, đều trong và nghe cực kỳ nịnh tai. Với những gì mình cảm nhận được từ chiếc máy nghe nhạc audiophile này, có vẻ như SR25 là câu trả lời hoàn hảo nhất cho câu hỏi
How do we get closer to the original sound the artist intended? Không những xuất sắc về trải nghiệm âm thanh, SR25 cũng khiến mình cực kỳ kinh ngạc về độ hoàn thiện tỉ mỉ, đẹp mắt và mang đậm chất riêng trong triết lý thiết kế của Artel & Kern. Trải nghiệm người dùng được tối giản nhất cho việc trải nghiệm âm thanh cũng là những điểm cộng sáng giá cho chiếc máy nghe nhạc này. Với hàng loạt những giải thưởng từ các trang đánh giá âm thanh uy tín, SR25 xứng đáng là một ứng cử viên sáng giá trong phân khúc nếu bạn đang cân nhắc sở hữu cho mình một chiếc audiophile. Và tin mình đi, bạn sẽ không hề thất vọng với khoản đầu tư này đâu. Trên đây là bài đánh giá chi tiết máy nghe nhạc audiophile Artel & Kern SR25 của chúng mình. Còn bạn, bạn cảm nhận thế nào về chiếc máy nghe nhạc này? Hãy để lại ý kiến nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của SV House.